Ê, anh Lương, trùng hợp vậy? Nói mấy câu đi. À, tôi có hẹn rồi. Nói mấy câu. Anh có biết có người bán hàng chuyển phát nhanh ở tay cũ của tôi không? Tôi bán 1.200, anh ta bán 900. Và năng với tôi. Không phải chứ, ai to gan vậy? Đừng để cho tôi biết là tụi nhỏ của anh làm. Anh Lương, tuyệt đối không phải tụi nhỏ làm đâu. Tôi quản tụi nhỏ nghiêm lắm, huống gì tụi nó theo tôi kiếm ăn tuyệt đối không thiếu tiền. Ai là tự chuốc lấy khổ, lại ngu như vậy chứ. Anh Lương, cho tôi chút thời gian đi, tôi điều tra cho anh. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày tôi phải biết lại là. Không thành vấn đề, tôi điều tra cho anh ngay. Hiền. Anh Tích. Sao hả? Kiếm tôi có chuyện sao? Ngày mai địa chỉ này, tới chỗ anh Minh lấy hàng về. Trước giờ vẫn là đích thân anh đi lấy mà. Là anh Lương cho anh cơ hội, nhớ phải thông minh lanh lẹ. Lô hàng 3 ký đó, đừng để xảy ra chuyện. Cảm ơn anh Tích. Giúp tôi cảm ơn anh Lương. Alo. Vô Lương nói ngày mai một mình tôi tới kho hàng để lấy hàng. Cuối cùng cũng cho cậu đợi được cơ hội lên ngôi rồi. Tôi không biết là anh ta tin tôi hay là muốn thử tôi. Thử cậu, anh ta không phải chơi cậu là được rồi. Ông nhớ là ông nói qua, tôi có chuyện gì thì giúp tôi. Nếu tôi bị người ta bắt, ông cũng không được gì. Được rồi, tôi mở đường cho cậu. Vậy đi. Phải là Hiền không? Phải đó. Anh Minh hả? Đợi một chút nha. Ở đây 3 ký đó. Cũng đủ ký quá hả? Đi đường bình an nha. Anh ơi, phiền anh mở cốp sau giùm.
Có lộn không vậy? Tôi xém chút bị ông Hải bắt ngay tại trận rồi. Trên người của tôi lúc đó có tới 3 kg hàng lận đó anh hai. Chắn đường cũng không nói với tôi. Anh muốn tôi chết sao? Hả? Yên tâm đi, tôi đã làm theo chỉ thị, đi đúng hết mọi quy trình, có đảm bảo hết rồi. Cho dù cậu bị bắt cũng không có sao đâu. Lời của ông nói có đáng tin không? Gạt cậu có lợi ích gì không? Có tin tức mới. Sắp tới Vô Lương sẽ có lô hàng mới, gần 40-50 triệu lần. Theo sát chút nha, đợi tin tức mới của cậu. Cao Cao, cua có ngon không? Thật sự rất ngon đó. Anh Tổ à, sau này Cao Cao sẽ đi theo anh kiếm ăn. 5 năm tôi ngồi tù ở Thái Lan, cũng nhờ có Cao Cao giúp đỡ. Cao Cao sẽ nhớ mãi là ai đã cứu tôi một mạng. Không có anh Tổ thì hôm nay Cao Cao tôi không thể ngồi ở đây. Không có anh thì không có tôi. Tăng Ly, Tăng Ly, Tăng Ly, Tăng Ly. Cao Cao quen biết rất nhiều người có máu mặt bên Thái Lan, cách thức nào cũng có. Có anh ấy ở đây, có tiền có hàng, chúng ta tích lũy đủ vốn, nuốt luôn Vô Lương cũng được. Vậy thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chặt Vô Lương ra 2 khúc giống như con cua vậy đó. Tăng Ly, Tăng Ly, Tăng Ly, Tăng Ly. Nè Cao Cao. À, cho hỏi mấy người. Nè, có cần thêm một chỗ cho cậu không? Tổ, anh muốn kiếm tiền có thể tới tìm tôi được mà. Tới làm đậu xe hả? Hay là coi nhà giùm cho anh? Ở đường Jordan tôi có một tiệm đấm bóp, có thể cho 2 người trông coi. Không cần đâu, chúng tôi có chuyện phải làm. Tôi tới chính là kêu anh đừng có làm đó. Vô Lương đã biết chuyện của 2 người rồi. Vậy thì sao? Ở đây đâu phải là Thái Lan, anh ta không thể vua khống tôi ngồi tù. Vua Tây cũ đó, anh ta hắt hơi một cái, nguyên cái gió tiêm dượng cũng phải sợ đó. Anh đừng nói đại quỷ tôi không có nghĩa khí. Tôi sẽ ra mặt giải quyết vụ này giùm cho 2 người. Bồi thường tổn thất cho Vô Lương 3 triệu đô. 3 anh em mỗi người 1 triệu đô. 2 người không có tôi sẽ cho mượn trước. Vậy có được không? Bồi thường? Là ai bồi thường cho ai hả? Vô Lương muốn giết chết 2 người. Anh ta có bản lĩnh thì cứ việc làm. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.